Rồi con tiếp theo cũng là một con Long Jin. Long Jin này thì có giá 9 triệu rưỡi. Con này thì dòng Long Jin cổ Ventec. Con này thì lắc kê bọc 20 micron, mặt 35, máy một cửa lịch. Con này thì hàng còn mới lắm, chỉ có dây là mình phải thay thôi nè. Ha, dây da là nó bục. Còn lại thì cơ bản cũ của nó thì zin nguyên cũ luôn. Núm nít rồi còn mới tinh nè. Các bác nhìn sơ qua các bác biết rồi ha. Đây là một cái thương hiệu Long Jin thì cũng khá là nổi tiếng và quen thuộc đối với người Việt Nam mình rồi. Mặt thì trắng bạc, rất đẹp, mặt chạy tia. Rồi bây giờ mình coi máy nó. Con Long Jin số 7 này thì chạy máy Ventec, đời đúng cổ của nó luôn ha. Máy chuẩn của nó đây, máy 17G. Đây ha. Các bác nhìn có thể là cảm nhận được. Máy đúng đời của nó luôn. Máy khá là sạch đẹp ha, dòng Ventec. Nắp của nó đây. Con này thì bọc 20 micron, bọc vàng ha, nước vàng này còn rất là mới. Đây con này là lắp kê 20 micron đây, ha, ghi rõ trên đây ha. Đấy, đây là máy móc vào bên trong của nó. Đẹp không các bác? Rất đẹp ha, máy 24G chứ. Đây ha, Long Jin 24G. Đời cổ mà 24G là thuộc dạng đời cao lắm đó. Cổ thường là chạy 17 thôi, mà đời đó mà chạy 24 là rất là cao các bác. Máy rất đẹp. Rồi các bác vừa coi máy rồi đúng không ạ? Máy thì chuẩn đời cổ, máy khá là đẹp ha. Rồi con này thì giá 9 triệu rưỡi, em lên tay một xíu cho các bác dễ hình dung. Tay nó sẽ như thế này. Mặt đẹp ha, mặt còn rất là mới. Rồi số 7 có giá là 9 triệu rưỡi. Xin chào tất cả mọi người, em là Nguyễn Thành Toàn và chủ của kênh YouTube Nguyễn Thành Toàn xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người đến với kênh YouTube Nguyễn Thành Toàn.